Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về hệ thống Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Hotspot thì ngày nay thường được sử dụng trong các hệ thống marketing. Đó là một cái phương tiện giúp cho mọi người quảng bá hình ảnh của mình cách rộng rãi thông qua việc chạy những cái đoạn quảng cáo hoặc là những trò chơi nhỏ vào trong các điểm giật Wi-Fi. Thì hôm nay mình sẽ demo về cái hệ thống Wi-Fi như vậy. Trước tiên mình đã tạo một cái Wi-Fi không có password để mọi người có thể truy cập vào được. Đối với những hệ điều hành như là Windows hoặc là các điện thoại thuộc iOS, Android thì nó sẽ tự động mở ra cái trang đăng nhập. Như các bạn cũng thấy ở đây là cái trang đăng nhập mình đã custom lại theo ý mình. Ở đây là hiện tại á, thì mình có chia ra làm hai chức năng chính là đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook của các bạn hoặc là đăng nhập bằng username và password. Ở đây để cho gọn thì mình sẽ đăng nhập vào Facebook. Đó, như vậy mình đã nhập xong. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng username. Thì trước tiên các bạn phải log out ra. Rồi username của mình. Okay. Còn đây là cái hệ thống đăng nhập Facebook này hoàn toàn là do Facebook xác thực, cho nên là mọi người có thể yên tâm. Ví dụ như đây mình sẽ ở trong chế độ ẩn danh, thì khi bấm đăng nhập Facebook đó, đây là giao diện hoàn toàn từ trang web facebook.com. Và nếu như mà các bạn chưa cấp quyền cho ứng dụng á thì nó sẽ hỏi các bạn. Mình không có khác rồi. Đây. Đó, hoàn toàn các bước xác thực đều qua trang chính của Facebook nên sẽ không có những cái việc như là lừa đảo chiếm đoạt tài khoản. Rồi và cái hệ thống hotspot của mình được có thể được mở rộng sang quản lý một lúc cho nhiều công ty. Mỗi công ty sẽ là một cái trang riêng như thế này, tùy ý thích của công ty họ đặt hàng như thế nào. Thì cái giải pháp này nó giúp nó rất là tiện lợi, bởi vì nó thực hiện việc xác thực thông qua cơ sở dữ liệu MySQL đặt trên server của mình. Với những công ty thì họ sẽ có những cái cách thiết kế trang login cũng như là những cái phương thức xác thực khác nhau, thì cái việc mà xác thực qua cơ sở dữ liệu trên server sẽ giúp cho cái việc chuyển đổi các hình thức xác thực một cách linh hoạt hơn. Đây là sau đây mình sẽ giới thiệu cái trang quản lý. Thì để mà quản lý tất nhiên là chúng ta cần phải có mạng internet. Rồi sẽ vào trang quản lý. Ở đây chúng ta sẽ có username password. Thì mỗi cái account này nè, nó sẽ là đại diện cho một công ty. Ví dụ mình vô account test. Đó, đây là một công ty khác. Công ty này hiện chưa có thiết bị nào cả và cũng chưa có người dùng nào. Rồi mình sẽ vào account chính của mình. Đây. Đây là tên công ty khác nè. Là danh sách các thiết bị mình đang chạy, là thiết bị chạy demo của mình. Đối với thông công ty thì hiện tại mình đơn giản chỉ là tên, địa chỉ, số điện thoại thôi. Còn thiết bị mình đã lưu và là ID của thiết bị, địa chỉ lắp đặt. Tại vì một công ty thì có thể là họ sẽ có nhiều cái điểm truy cập wifi khác nhau, nên là mình sẽ đính kèm luôn cái trường địa chỉ ở trong đây và cái DNS tức là cái hostname để tự cập nhật theo IP động. Cái việc này giúp cho việc cấu hình từ xa cũng chúng ta sẽ tiện lợi hơn. Ví dụ như là khi các bạn thay đổi một cái chính sách policy nào đó thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các cái thiết bị thông qua cái DNS này. Còn phía dưới đây là quản lý người dùng. Thì nó sẽ liệt kê ra những cái người dùng đã nhập. Ví dụ như mình đã nhập vào đây rồi nè. Nó sẽ lấy thông tin từ cái thuốc hồi nãy. Chúng ta sẽ có họ tên, địa chỉ email và
cái số lần mà người đó đã truy cập hệ thống wifi của chúng ta. Thì khi bấm cái avatar này đó, sẽ giúp mở ra cái trang Facebook của cái người khách đó. Và cuối cùng là một thống kê. Thì hiện tại mình đã làm demo cho nên rất là đơn giản. Thống kê chúng ta chỉ có thống kê về những cái người dùng quay lại hoặc là những người dùng mới đăng nhập vào, do là mới hồi nãy các bạn thấy là mới chỉ của mình nè, cho nên là một thống kê này người dùng mới chỉ có một người đấy là mình, và toàn bộ phần lại là mình đăng nhập lại cùng một tài khoản. Thì trong cái mục quản lý thiết bị này nè, thì các bạn có thể bấm vô thiết bị để mà xem, để mà sửa cái thông tin của thiết bị này, hoặc cũng như là xóa thiết bị đó và xem đây là cái biểu đồ về cái trạng thái mà load mạng. Thì ở đây mình đã đặt cái giới hạn của cái mạng của mình đó là 30 bit trên giây. Những cái thông số mà giới hạn ra của các bạn, ví dụ như là một lần kết nối được khoảng bao lâu, mình đặt đây là 1 tiếng nè, hoặc là các bạn cho người ta sử dụng dial up bao nhiêu mê, và cũng như là thời gian sử dụng bao lâu đó, thì các bạn có thể chỉnh được trong cái cấu hình. Và những cái policy đó mà thay đổi từ xa, áp dụng lên toàn bộ công ty của các bạn. Ở đây mình sẽ cho các bạn thấy là với tính năng mà giới hạn tốc độ download. Mình đã giới hạn 30 bit trên giây. Này, đúng 30 bit trên giây. Microtik làm những cái việc này rất là tốt. Đối với những dòng router giá rẻ, các bạn có thể cài đặt những cái firmware mod và nó cũng có tính năng giới hạn băng thông. Tuy nhiên thì cái CPU nó load rất là cao và thường là cái băng thông này không có chính xác. Đó, phải quay trở lại biểu đồ. Đây là biểu đồ đường load nè, khoảng 30 phút giây. Biểu đồ thời gian thật luôn. Rồi. Ngoài ra khi mà các bạn muốn thêm thiết bị mới cho công ty của mình rất là đơn giản thôi. Cái việc bấm vào thêm thiết bị. Và ID này chính là cái số series của thiết bị của các bạn, dù mình nhập đại thôi. Và địa chỉ lắp đặt. Và cái địa chỉ DNS, thì ở cái địa chỉ DNS này nè, nếu như mà không nhập á thì mặc định nó sẽ dùng cái DNS mặc định của Microtik. Còn nếu nhập á thì cái chúng ta sẽ ưu tiên kết nối đến cái DNS này và ghi chú, thì một số ghi chú khác thôi, ví dụ như là tài khoản đăng nhập này nọ, chúng ta thêm vào. Rồi, đây là chúng ta đã có 2 thiết bị. Như thiết bị dưới này mình nhập DNS nè. Còn nếu mà không nhập á thì nó sẽ địa chỉ DNS mặc định của Microtik sẽ là cái ID.sn.mynet.net. À, như vậy chúng ta đã có 2 thiết bị. Đó, xóa đi. Thế là xong. À, như vậy là cái phần demo của mình đó là hết. Thì hiện tại do chỉ là sản phẩm demo, mới thực hiện khoảng 2 ngày cho nên là tính năng hiện tại chưa có nhiều lắm, cũng như là mình chưa có thể nào mà check hết được tất cả các lỗi, nên là mình hy vọng là những cái phiên bản sau mình sẽ cải thiện và thêm nhiều tính năng hay ho khác. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.